Rồi chào bạn, thì như là cái tôi đề video ha, thì trong lúc này mình sẽ trên tay và giới thiệu nhanh cho bạn một cái mẫu mic không dây mới đến từ thương hiệu Sadamonic ha, đã quá quen thuộc và rất là nổi tiếng. Thì cái mẫu mic này nó tên là Klingo U1 ha, và cái mức bán của nó mình thấy là cũng khá hợp lý, nó chỉ khoảng là 1,7 triệu đồng mà thôi. Thì đây là cái phiên bản mình dành riêng cho những cái thiết bị mà Android dùng cộng kết nối với PC. Qua đó thì hãng còn có phiên bản là D1 nữa, thì nó sẽ hướng đến những ai mà xài những cái thiết bị iOS như là iPhone hoặc là iPad đấy thì cái phiên bản mình trên tay á, thì nó là dạng một mic ha và hãng cũng sẽ có phiên bản là hai mic dành cho những ai mà muốn quay phỏng vấn á, thì nó sẽ tiện hơn và cái giá nó cũng sẽ cao một chút thì đây là cái hợp đựng của nó rất là cơ bản thôi ha đó mặt trước mà sẽ có cái tên và hình minh họa của cái sản phẩm này đó là về cái hộp còn về phụ kiện bên trong á, thì đây đây chính là cái sản phẩm mà và cái phụ kiện kèm theo như thế này thì trước đây mình đã có từng làm một cái phiên bản của hãng khác đó là hãng Boya và cái mic của nó cũng là dạng Mít không dây hai giá, của nó khoảng sức là hơn 1 triệu. thì uh, cái phiên bản này ấy, của hãng uh, Sanamric thì nó cũng sẽ tiện hơn khi mà được uh, tặng hẳn một cái túi như thế này bạn ha. cái túi này thì bạn thấy mình đựng cái mít bên trong hoặc là bạn có đựng một vài món nữa thông qua cái phần uh, lưới phía sau như thế này đó bạn thêm nhét vào đây, bạn đựng thêm vài món lật vặt nữa cũng khá là tiện thì đó là cái điểm mình thích trên cái uh, phiên bản salamic này. rồi thì quay trở lại về nhìn chính ha, mình sẽ mở cho các bạn coi. Đó. thì là sẽ có là gì, một cái mít như thế này một cái cục phát như thế này và một cái đầu lọc hết rồi đó chỉ cơ bản là vậy thôi ha thì uh, mình đánh giá là cái mức hoàn thiện của cái mic này á thì rất là ok nha toàn bộ là chất liệu nhựa thôi nhưng mà cái mức hoàn thiện nó thì rất là ok không có bất kỳ một cái chi tiết thừa nào hoặc là khi mình bóp mạnh á thì nó cũng không có bị ọp ẹp và mình rất bất ngờ bạn nó có một cái thước rất là gọn thậm chí là nó rất là nhẹ luôn mình nhẹ không tưởng luôn bạn ha đây mình đang có một cái pin 2A nè đặt cho con coi nào đó thấy không? Đó, nó cũng chỉ là xem xem cho thôi cho nên là mình đánh giá rất là cao và cũng nhờ cái thiết kế gọn và nhẹ như thế này á thì không chỉ cho cái việc là rất tiện bạn mang theo mà khi bạn đeo lên cổ áo á, thì nó sẽ không làm bị trùng cái cổ áo bằng xuống đặc biệt là áo sơ mi á đó thì đó là một cái điểm cộng rất là đáng tiền cho cái phiên bản này rồi ok ha mình sẽ mở cái phần này ra luôn ừ. thì uh, cái mic này á thì nó không xài bluetooth cho bạn ha và nó xài cái băng tần 2.4 cho nên là nó sẽ mang lại một cái sự ổn định cũng như là cái phạm vi phủ sóng á nó cũng sẽ xa hơn. thì đối với mà cái mic á, thì bạn thấy là nó sẽ có một cái đèn báo ở đây và một cái nút bật tắt nguồn. Ha. phía sau này thì nó sẽ có một cái nẹp để bằng nẹp vào cái phần cổ áo ha. còn với cái cục phát này thì nó chỉ có một cái cổng C và bên cạnh thông của nó thì nó sẽ có một cái cổng là USB C như thấy đây ha. thì tại sao lại có cổng này? khi mà bạn cắm cái cục phát này vào cái điện thoại á thì bạn có thể dùng cái cổng này bạn à, sạc điện cho cái điện thoại luôn rất là tiện ha và cái này này theo nhà công bố thì có thể xài lên đến tối đa là 10 tiếng một con số mình nghĩ là cũng rất là hợp lý và phía trên này sẽ là cái cũng mic bằng ha đó còn đây là cái phần đầu lọc thì nếu như trên phiên bản bô da mình đánh giá không có cao về cái đầu lọc mic của nó rất là cạn nó rất là dễ rớt thì phiên bản mà saramic này thì họ làm nó sẽ cải điện hơn và nó cũng sẽ sâu hơn như thế này ha mình nhắc bạn coi nè đó mình nhắc vào đây thì lúc này thì cái mic bạn nó đã có được một cái mức lọc gió nó cũng sẽ không bị rớt ha và nó cũng sẽ lọc một phần tập ở bên ngoài nó cũng sẽ tốt hơn và cái đến một thứ hai trên cái mẫu mic mà sao mic này đó chính là về cái sự tiện dụng tức là nó sẽ không có bất kỳ một cái phần mềm kèm nào bản việc cắm điện thoại là xài ngay ở rất là tiện nha thì để mình điện thoại bạn coi thì mình đây mình có một chế độ Android đó mình cắm vào như thế này đó mình cắm vào đây thì cái nguồn điện nó sẽ lấy trực tiếp từ cái chiếc điện thoại của bạn luôn cắm vào đây ha. Đó, lúc này nó sẽ sáng một cái đèn nó xanh lên nó chớp nháy tức là đang chờ tín hiệu từ cái mít này. Còn trên mít đó thì bạn chỉ việc uh, dùng cái nút nguồn ha bạn đè vào nhấn giữ nhìn vài giây thôi. Đó nó sẽ chớp xanh đỏ và khi mà hai cái đèn này nó không có chớp nữa, tức là nó đã nhận. Bạn thấy là cái tốc độ nhận tín hiệu của nó rất là nhanh, đoạn ha. Rồi ok. Thì uh, như mình nói đó, khi bạn cắm vào cổng xe trên điện thoại này á thì như vậy là bạn sẽ không còn cái cổng để mà sạc điện cho cái điện thoại nếu bạn hết pin thì bạn sẽ thể sạc thông qua cái cổng USB C có sẵn trên cái cục phát luôn rất là tiện lúc này chỉ việc uh, bạn uh, sạc điện thôi nhưng mà thấy khi mình rút ra thì cái bích này nó sẽ chớp xanh đỏ nè do là đang chờ tín hiệu bạn bây giờ bạn chỉ cắm vào đây đó nó sẽ sáng đèn xanh lên và bây giờ nó sẽ nhận ngay và thấy không nó rất là nhanh luôn phải nói là rất là tiện và nó thì hãng cũng có trang bị thêm một cái tính năng đó là tính năng tăng cường về cái mức độ lọc ồn tức là khi bạn nhấn vào cái nút nguồn trên cái mức này á hai lần mình thử bạn coi nha bạn nhấp đúp hai lần thì cái đèn nó sẽ chớp nháy đây đó, nó sẽ chớp nháy như thế này. Thì với đèn chớp nháy này tức là để thông báo cho bạn biết là bạn đang ở cái chế độ là tăng cường lọc tập âm. Còn nếu bạn không muốn xài nữa đúng không? Bạn nhấp lại cho mình hai lần nữa như thế này thì nó sẽ trở lại cái gọi là tính năng ban đầu. Mình thấy là rất là tiện. Thì bây giờ mình sẽ thử demo cho bạn xem coi là cái chất lượng thu âm từ cái mic này nó như thế nào ha. Rồi, thì đây là cái âm thanh mình thu trực tiếp từ cái chiếc điện thoại ha, nó là con Apple phải năm Pro ha, mình không có cái mic bằng ha. Thì bây giờ mình sẽ để cái mic này lên cổ của mình đây đó. lên đây như thế này và cái cục uh, phát á, thì mình sẽ gắn vào cái điện thoại nha các bạn thử coi là cái chất lượng âm thanh của nó khác biệt hay không nha rồi ok mình sẽ mở cắm vào đây đó thì khi cắm vào á, là mình thấy là nghe tức là nó luôn đó vậy đây là cái âm thanh thu được từ cái mic Saramonic không dây để cho bạn xem thử coi là cái chất lượng thu âm nó khác nhau như thế nào Ok ha thì như mình nói là để mà bật được cái tăng cường chống ồn thì bạn việc nhấn hai lần vào mít như thế này thì nó sẽ chuyển sang chấp nháy như thế nào đó nó chấp nháy nè thì đây là cái âm thanh mà đang bật cái tăng cường nhưng mà do là đang phòng kính các bạn cho nên là mình thấy là sự, có khác biệt nó thì nó sẽ không nhiều ha à, thì bạn có thể xem lại những cái clip mình đã dùng cái mic này để mình đi sự kiện như là sự kiện của Belkin hay là cái sự kiện gọi là mình trên tay những cái sản phẩm như là những chiếc KTM đó, đó mình đã dùng ít đó hoặc là mình có trên tay cái con lo JBL Enco Extendial mình dùng quýt này để mình review các bạn xem thì mình sẽ chuyển lại ha đó, hai lần thì đây là cánh thanh mà không có bật cái tăng cường lên rồi thì đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ nhanh cho các bạn về một cái một cái không dây mới đến từ thương hiệu Saronic một cái bit không dây dòng phổ thông tên mã là Plingo U1 dành cho những cái vị mà Android thì mình nghĩ là với cái giá là khoảng 1,7 triệu đồng thì đây cũng là một cái sự lựa chọn đáng để bạn quan tâm và cân nhắc ha cho những ai mà không không muốn đầu tư quá nhiều tiền cho việc bít không dây để mình làm vlog hoặc là mình làm review tại nhà đó ở mức âm thanh gọi là khá đủ dùng thì đây là một cái sự chọn đáng bạn cân nhắc cũng như là nó có một cái thiết kế rất là gọn trọng lượng nhẹ kích thước rất là gọn gàng ha và đặc biệt là nó rất là dễ dùng cho việc cắm vào là xài thôi không có rườm rà hay là có bất kỳ một cáp nào để kèm theo và mình cũng luôn lưu ý, lưu ý luôn đó là khi mà xài mic này á thì đặc biệt là cái cục cục này nè đó thì khi bạn cắm vào thì bạn không nên để những cái vật cản hay như là cái tay của bạn nó che đi để mà gây cản trở cái việc mà cái chất lượng thu âm khi bạn đang dùng ha bạn ha rồi thì nào có kiến gì về cái mic này thì bạn việc comment bên dưới video hoa và cái link mua hàng á thì mình sẽ bên dưới ở phần mô tả để cho bạn xem kỹ hơn rồi chào các bạn